quy hoạch bài bản. Hiện tại thì làm gì có cái vòng xoay nào đâu, nhưng mà đây là quy hoạch có mấy vòng xoay, và những cái điều kiện để lên đô thị loại 4 thì tất nhiên rồi, nó cũng sẽ phải quy hoạch đường xá, cơ sở hạ tầng giao thông phải như thế nào. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tới tỉnh Hải Dương. Sau khi mà tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên thì cũng đã gần như là hết đất, đất còn nhiều nhưng mà đất quy hoạch để khu nghiệp ấy, thì cũng đã là tương đối nhiều rồi. Thì gần đây thì đất Hải Dương cũng đang là rất là sốt. Tôi nhận được rất nhiều hồ sơ của tỉnh Hải Dương cần làm cấp sổ các bạn. Thì giá đất đang mỗi ngày một leo thang, cho nên là cái phí mà chuyển đổi mục đích sử dụng cũng như là làm cấp sổ ấy, nó cũng đang là đi theo, cũng đang là cao theo. Thì tỉnh Hải Dương có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm là thành phố Hải Dương, đây thành phố Hải Dương đây các bạn, và thành phố Chí Linh. Thì trước kia thị xã Chí Linh là đã lên thành phố vào năm 2019 rồi, và đầu năm 2019 là đã lên thành phố rồi các bạn nhé. Thì dễ dàng nhìn thấy trên bản đồ quy hoạch tổng thể tỉnh Hải Dương ấy, thì chúng ta cũng rõ ràng dễ dàng nhìn thấy là có ba khu vực, là ba khu vực gọi là sôi động đô thị phát triển, thì bao gồm là trung tâm của tỉnh Hải Dương, đó là thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh trên này, và cuối cùng là khu vực dưới này, đó là khu vực thị trấn Thanh Miện này, Thanh Miện này các bạn này, đấy của huyện Thanh Miện nhá các bạn nhá. Và như vậy thì có một khoảng độ chừng mấy năm trở đây, các bạn cũng biết là có rất nhiều hot TikToker, YouTuber nổi tiếng là người Hải Dương. Trong đó có một nhân vật rất là nổi tiếng, rất giàu có bộ sưu tập siêu xe, tứ quý, ngũ quý và rất vàng, đó là anh Đình Chiến. Thì chúng ta sẽ kiểm tra quy hoạch tại sao khu vực đó lại hot như vậy, tại sao lại nhiều đại gia như thế. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra quy hoạch nha. Thì đây chính là tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng các bạn, đây này, kết nối Hải Phòng đi về Hà Nội. Thì cái tuyến cao tốc này này, thì nhà anh Đình Chiến là nằm ở ngay cái góc đây các bạn này, nằm ở ngay gần tuyến cao tốc đó luôn, nằm ở khúc giữa đây các bạn, thuộc xã Hưng Đạo đây này. Thì các bạn nhìn cũng thấy đây là cái khu vực nhà anh Đình Chiến này, và nó nằm ở chính giữa đường Hải Phòng đi về Hà Nội. Thì chúng ta sẽ mở cái file AutoCAD ra để chúng ta xem rõ hơn nha. Chúng ta mở cái file huyện Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ đây các bạn này. Đây chính là huyện Tứ Kỳ của tỉnh Hải Dương, và tầm nhìn quy hoạch đây là đến năm 2030, nhưng mà tầm nhìn là đến 2050 các bạn ạ. Đây. Và chúng ta dễ dàng nhìn thấy trên bản đồ là cái phần diện tích ô đất màu xanh còn rất nhiều, chiếm khoảng độ chừng 60, 50-60%, đó là diện tích đất ô màu xanh này. Đây này các bạn này. Thì đất ô màu xanh đây á, là theo quy hoạch nó chính là đất vùng nông nghiệp, vùng trồng lúa các bạn ạ. Nó có hai cái ô màu xanh đây. Đấy, thì cái diện tích đất nông nghiệp ở tỉnh Hải Dương còn khá nhiều. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải lưu ý, đó là cái phần diện tích đất khu công nghiệp và đất ở nông thôn mới á, cũng khá là nhiều. Những cái ô màu cam này các bạn này, màu cam chính là đất dân cư mới. Ô màu cam. Và cái phần diện tích mà đất khu công nghiệp ấy, thì cũng đã nhiều hơn rồi. Đây ví dụ như chúng ta cũng nhìn thấy này, có những cụm khu công nghiệp đầy giả sử màu xanh đây các bạn này. Đây này, quy hoạch đất công nghiệp. Những cái ô màu xanh biển này các bạn chính là đất công nghiệp. Đây, đất công nghiệp. Và nhà anh Đình Chiến là nằm ở góc này các bạn nhé. Đây chính là tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Thì nhà anh Đình Chiến nằm ở ngay góc giữa đây. Đây chính là chỗ này. Và khu vực nhà anh Đình Chiến là nó nằm, nó thuộc đất dân cư mới đây các bạn nhé. Đây này, cái ô màu cam cam gạch gạch này này, tôi vừa nãy cho các bạn xem ấy. Còn lại xung quanh thì nó là đất nông thôn các bạn ạ, đất dân cư, đất nông nông thôn thôi, nhưng mà chỗ này là dân cư mới. Và quy hoạch khu vực xã Hưng Đạo sẽ là khu vực mà đô thị loại 4 đấy các bạn, và sẽ quy hoạch vào năm 2025-30 thì Hưng Đạo sẽ phấn đấu lên đô thị loại 4, tức là huyện Tứ Kỳ sẽ có một khu vực trung tâm. Đây thực ra thì trung tâm nó nằm đây rồi, nhưng mà khu vực loại 4 thì lại quy hoạch là khu đô thị Hưng Đạo, thì có thể là Hưng Đạo nó sẽ lên thị trấn các bạn nhé, xã Hưng Đạo sẽ lên thị trấn. Và xung quanh cái khu vực này thì chúng ta cũng thấy đây, đây nếu chúng ta mở Google Earth lên chúng ta nhìn rõ cảm nhận hơn. Đây
Nhà anh Đình Chiến đây các bạn này. Đấy, thì Hải Dương thì cũng không có gì nhiều đặc biệt đâu, nhưng mà có những cái đại gia rất là khét tiếng, rất nổi tiếng. Đây chính là nhà anh Đình Chiến đây các bạn này. Và toàn bộ siêu xe, bộ sưu tập siêu xe là anh Đình Chiến để bên tay phải đây. Và bên giữa đây thì có cái du thuyền, ở đây lại có một cái tàu bay, máy bay trực thăng. Đây, đó là chính là khu thôn Ô Mễ các bạn nhé. Và anh Chiến làm công viên để cho người dân vô đâu giải trí. Và chúng ta nhìn rõ hiện trạng, hiện tại vẫn đang là đất đất trồng lúa tương đối nhiều xung quanh nha. Nhưng mà đây chính là khu vực nông thôn mới. Còn lại thì là quy hoạch đất ở đất nông thôn thôi. Và khu vực này dự kiến là sẽ được quy hoạch lên thị trấn xã Hưng Đạo, thị trấn Hưng Đạo các bạn nhé. Đây, và nếu như chúng ta đo từ vị trí nhà anh Đình Chiến mà về Hà Nội, đây chúng ta sẽ cùng đo thử nha. Đây, đây chính là nhà anh Đình Chiến và thủ đô Hà Nội nằm ở đây. Đây, từ chỗ chúng tôi ghim lên này, chạy về. Đây các bạn ạ, về Hà Nội, nếu theo đường chim bay nó khoảng 53 cây. Thì nếu mà đi đường cao tốc thì có thể nó loanh quanh khoảng độ chừng 55 đến 60 km. Và từ nhà anh Đình Chiến mà về đến trung tâm Hải Phòng thì nó rơi vào khoảng 33 cây là trung tâm rồi. Như vậy là nhà anh Đình Chiến ở khu vực giữa. Đã. Và cao tốc ở ngoài Bắc ấy thì đi rất nhanh các bạn ạ, chứ không giống như cao tốc ở khu vực phía Nam đâu. Đã. Cao tốc ngoài Bắc đi rất nhanh. Đấy, chúng ta cũng cùng nhìn ha. Xung quanh đây khu quy hoạch dân cư rồi khu công nghiệp tương đối nhiều. Đã. Ok, đây thì tôi lại mở lại bản đồ cho các bạn xem. Đây. Đấy, các bạn cũng thấy đó, quy hoạch bài bản. Hiện tại thì làm gì có cái vòng xoay nào đâu, nhưng mà đây là quy hoạch có mấy vòng xoay. Và những cái điều kiện để lên đô thị loại 4 thì tất nhiên rồi, nó cũng sẽ phải quy hoạch đường xá, cơ sở hạ tầng giao thông phải như thế nào. Và chỗ này thì lại men theo con sông, nó chính là con sông Thái Bình các bạn ạ. Sông này để đi về Thái Bình. Đi về Thái Bình. Đây, nó sẽ chảy xuống đây. À, đi về Thái Bình. Đây các bạn nha. Đấy thì sơ bộ như thế thôi. Và tất nhiên là chỗ này thì nhà anh Đình Chiến là có tới mấy nghìn mét vuông đất, đất ở villa, đất ở đô thị. Trong tương lai thì khu vực này cũng sẽ phát triển, cũng rất phát triển thôi các bạn. Và vì nó kẹp theo cao tốc và xung quanh bao bọc những khu công nghiệp như tôi vừa mở cho các bạn xem ấy, thì những khu công nghiệp màu xanh đây các bạn này, đây này, khu công nghiệp Hưng Đạo Đại Sơn này, to, diện tích lên tới 241 hecta. Rồi khu công nghiệp Hưng Đạo diện tích 200 hecta. Rồi là khu công nghiệp ở đây nữa này. Đấy, lên tới 56 hecta. Thì loanh quanh xung quanh nhà anh Chiến là có 3 4 khu công nghiệp. Thì đất tại ở đây khu vực này sẽ cực kỳ là phát triển các bạn nhé. Trong những năm tới đây là các bạn cũng nhìn thấy này, cái phần trên bản đồ quy hoạch như này ấy, thì chúng ta nhìn thấy này, nó không còn đất trồng lúa nữa các bạn. Đất đất trồng lúa không còn nhiều nữa. Đây là chỉ còn một khúc chỗ này thôi. Đấy, chấm 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 này là đất trồng lúa. Còn lại là đất ở hết rồi. Đấy. Màu vàng đây các bạn này, màu vàng này. Màu vàng là đất trồng hoa màu. Đấy thì tương lai thì chắc chắn là quy hoạch là như vậy thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy thôi là sẽ thay đổi chóng mặt thôi, phát triển vượt bậc thôi các bạn ạ. Sẽ không có còn nhiều chỗ để mà trồng cây nữa, xung quanh khu công nghiệp bao bọc hết rồi.